Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi hữu bộ, xin chào lão cha anh em. Tôi và tiền chào lão cha anh em. Tôi và chào cho anh em. Tôi đã chào, xin chào lão cha anh em. Thằng này có cái gì mà vui vậy Tiến? Với nghe mọi người kể bảo hôm qua chiều đi hát. Hát lúc nào đấy? Nhờ chụp ảnh rồi chiều tò mặt vào chụp cùng. Có xấu gì không? Hát chay gì? Hát này mà chay. Hát chay. Đâu? Tao cho các bạn xem luôn. Đây đâu? Là tao. Đây ngoài tao đâu? Ôi! Sao người yêu chồng, người yêu chồng ngồi giữa mà sao ngồi thằng nào kìa? Cũng cái. Không, hình như con này được mang tiếng là người yêu của cả làng đấy. Đâu, đây của mày ta. Đâu mày ta thì mặt mày ai mà đây? Nè, vướt tóc khác rồi. Như đấy phải người yêu không? Người ta đăng lên nhá. Đây, ta đăng. Ok các bạn ạ, anh em mình có một chút câu chuyện gọi là tiêu táo vui một chút. Bởi vì mấy anh em gọi là có cái vụ đi hát hò gì đấy, thấy vui vui cả thì mình muốn nghe lại và cũng để mọi người xem cái vụ vui đó như thế nào. Và quay trở lại với clip ngày hôm nay thì hôm nay anh em mình sẽ thực hiện làm một món liên quan đến tôm các bạn ạ. Đó chính là anh em mình sẽ làm món cơm rang tôm các bạn ạ. Ở đây thì anh em mình chuẩn bị 5 cân tôm sú này và một nồi cơm điện to cơm luôn, toàn cơm là cơm. Tiến mở ra cho các bạn xem. Nồi cơm này thì anh em mình đã nấu sẵn rồi và anh em mình bê luôn ra ngoài đồng, vẫn còn đang bốc hơi kìa. Lát nữa anh em mình sẽ phải làm nguội nó đi, kéo đánh tơi nó lên. Và anh em mình sẽ làm một chảo cơm rang tôm khổng lồ các bạn ạ. Và những cái nguyên liệu thường ngày của anh em mình gồm có hành tím này, đây gọi là đậu Hà Lan, ớt, cà rốt, lạp xưởng, cà rốt và một chút hành. Nói chung là để cho cái chảo của anh em mình màu sắc nó bắt mắt hơn một chút. Bóc thử đây ra xem ngon không nhỉ? Chưa chín, sợ ăn được không? Chắc ăn được. Sống được. Đây, con rang. Cơm rang mà cho thêm một ít lạp xưởng này vào thơm cực kỳ luôn các bạn ạ. Đối với những người gọi là thích ăn. Cắm không? Thơm nhá. Ăn đi. Nhìn nó giống cái gì không nọ. Nhìn nó màu nó giống cái gì ấy mày nhỉ? Ngon rồi. Giống ăn chẳng cái gọi cũng ngon. Bây giờ thì anh em mình sẽ tập trung vào làm hết nguyên liệu để anh em mình chuẩn bị làm chảo cơm rang tôm khổng lồ đó thôi. Nguyên liệu thì anh em mình đã làm xong hết tất cả các thứ rồi các bạn ạ. Nhưng mà anh em mình sẽ phải gọi là xào qua hành tím, gọi là phi hành tím lên để cho nó thơm. Một lát nữa anh em mình cho vào cơm để ăn cho nó ngon đấy. Đồ em. Xong là anh em mình sẽ cho cơm vào anh em rang luôn. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Mấy anh em bên này đang gọi là ngồi há miệng chờ sung đây rồi. Đợi xong cái này anh em mình rang cơm là để ăn luôn. Tức là buổi trưa hôm nay là tất cả anh em mình chưa ai ăn gì cả, tí chắc anh em sẽ ăn hết một cháo cơm đấy luôn đấy. Thôi anh em ăn hành trước. Thơm rồi đấy, thơm dần rồi đấy. Sau khi anh em mình đã phi xong hành rồi thì bây giờ anh em mình sẽ cho cơm vào để anh em mình rang các bạn ạ. Một thau cơm luôn đấy, cẩn thận bắn nhá. Bắn bỏng. Úi dồi, mũi lạ thầy công. Đó. Ở đây thì Cường có lẽ sẽ phải hơi mỏi tay một chút các bạn ạ. Không sao, mỗi nó đi lốc, lốc đôi này chơi được hết. Đảo đến khi nó vàng, kiểu hơi cứng cứng một chút thì nó mới ngon. Nói chung là 30 phút đi, cứ tính là 30 phút. Chắc là cũng khá mỏi tay đấy. Lo gì mỏi tay tối cho Cường đi massage à? Hết mỏi ngay, sợ. Được nhá. Ok, sợ. Anh lo gì chiều kê hết vùng này, lăm bông hết vùng nào. Tôi chịu. Tôi không kê được. Không làm được. Chiều biết nhiều quá. Ê, tối cho Cường đi chúc sinh được. À đây, đây à. Đấy là bạn thì chả, đấy, biết tối cho đi massage, massage. Này chứ ơi, tối mà đi lại đừng có thò mặt như vụ chụp ảnh đâu nhá. Đấy là không thì lỗi rồi, máy lỗi cam thôi. Chụp cam trước.
cơm của anh em mình sau một lúc đảo thì hiện tại nó đã hơi cứng cứng và đã chuyển màu rồi con ạ. Bây giờ anh em mình sẽ cho tôm và một chút gia vị mắm muối mì chính vào. Ui rồi, đi mất em. Nhà anh có mỗi cái lọ đựng muối đấy, em đừng đập. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui, em cảm thấy tôm. Em cho muối mì chính luôn đi. Cho nó ngấm theo luôn. Ui giỏi ông ơi. À, đợi khi mà tôm đổi màu sang màu đỏ thì lúc đó tôm gần chín thì anh em mình sẽ cho thêm gọi là các cái thứ nguyên liệu mà anh em mình đã thái ra rồi. Màu luôn này. Nó nóng là nó sẽ đổi vỏ luôn mà em. Mình nhìn thấy toàn tôm là tôm rồi các bạn ạ. Cho tôm lặn tay hơn rồi. Vậy là sau một hồi anh em mình rang cơm thì hiện tại cái chảo cơm rang tôm của anh em mình hiện tại đã chín rồi các bạn ạ. Anh em mình sẽ bê đi để thưởng thức thôi. Ai à, cứng hết tay rồi. Cứng chưa? Cứng hết tay. Như đã hứa luôn chè sẽ cho đi đâu đấy mà. Mát xa. Không đưa đi thì khác báo. Thôi rồi, anh em bê đi. À, màu của cái chảo cơm này coi như mình rất là bắt mắt luôn. Tiến ơi, đi làm khắp phòng nào được. Cái chảo cơm rang tôm này coi như mình chủ yếu gọi là toàn tôm mà tôm thôi các bạn ạ. Ui cha mẹ ơi, toàn tôm là tôm, từ bến giờ mình ăn chảo như này. Màu nó rất là bắt mắt luôn đấy. Ngon đấy. Chén rồi, chén. Tự nhiên lại không ăn được tôm, khó quá anh. Chay, biết thế với để cho anh bắt cơm trắng, ngồi ngoài ăn không. Mà các bạn ơi, không ăn được tôm, khổ ghê. Để xúc cả tôm nhé, mời các bạn nha. Thử ăn xem vị cơm rang tôm này nó như nào nào. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Béo. Bỏ xương tôm à? À cay. Tưởng bác ấy ăn cả xương tôm nhỉ. Bỏ xương tôm trọng mồm đâu á. Ăn cả cướp. Ý mạnh bà tưởng bác ăn cả cướp. Mình không ăn tôm, mình ngồi thôi, bóc cây. Tôm anh em ăn rồi. Tôm rang này đúng không? Đáng ra anh em mình phải bóc tôm kiểu lấy thịt không ấy các bạn ạ. Bỏ vỏ những thứ đi thì có lẽ là anh em sẽ ăn dễ hơn. Nhưng mà tạo độ quay cho cái chảo cơm này thì mình sẽ không bóc gì cả mà để nguyên cả con tôm luôn. Không không ăn được tôm mà thôi, bóc tôm cho anh em ăn. Bỏ nhiều canxi ạ. Em thử đậu Hà Lan được chiều không ạ? Cái cày. Em thử đảo một phát là dưới lên cho các bạn xem. Ui, đó tôm rồi. Tôm rồi. Ui dồi. Nhiều tôm thế. Em ăn đi, ăn tôm đi, ăn mạnh lên. Ăn cà rốt rồi, xong kiểu rau củ quả cũng ngon hả? Thôi làm sướng anh em mình không biết làm sao, ăn ngây ngây ngấy. Ăn là hơi ngấy ngấy mỡ mỡ. Làm sướng thì nó phải mỡ chứ em. Khả năng chắc phải mang lướng xong thì lại luộc hấp. Cá chanh nữa. Bỏ lò phô mai. Ăn thế sang quá. Xong lại suốt mê. Xong cho bà chanh nấu. Ăn cà rốt ngon ngon ngon. Ăn tôm chiên hũ nước cách coi. Lấy nước, đừng trẻ phát béo thật. Nước thôi. Rau củ quả. Ngon. Nước ngon ngon. Nước đây. Nước chảo cơm răng này tối ở nhà bỏ cơm. Nước đây. Mình sẽ thử một chút gọi là cái lạp xưởng mà mạnh bảo trước. Mình mời tất cả mọi người nhé. Khá là thơm. Đúng 17-10 khoa sọ. Chưa bao giờ được lõi mọi ai mới được ăn được chảo nhiều tôm như này. Chảo cơm rang. Nó như nào câu ra nhỉ? 16 một khoa sọ chưa bao giờ được lõi mọi ai. Nghe không bao giờ mình sẽ yêu mình. Đúng không vậy? Vai ông mày. Đúng không? Ông cũng thích cam. Thích cam con biết ngay. Mày đưa về quán nữa. Cái lạp xưởng này ấy, thì chắc là do mỗi anh em cảm nhận vị khác nhau các bạn ạ. Chứ mình ăn thì thấy có một cái vị kiểu lạ lạ một chút ở trong cái chảo cơm này ấy, thì nó
sẽ có một cái gì đấy nó lạ miệng hơn và dễ ăn hơn. Phải nói là cực kỳ nhiều tôm luôn đấy. Đúng rồi, này chỉ ăn tôm với cá đã bao giờ được hôn má ai đâu. Rồi à. Đồ trà chắc là ăn ăn lo rồi đây nè. Ăn lo rồi thì ở liên tục. Ăn nói rồi một phòng nhất này. Vâng vâng. Nè, cháu đang làm món bò sát dân gian. Bác, bác, bác. Bác bọn cháu không ạ. Bọn cháu bây giờ phải có con bò nào đấy to to thì bọn cháu mới có rượu được. Nướng cả con bò luôn. Để ăn ấy bò luôn. Tao lại cầm khoai. Ngon. Cái ngọt chốc quá. Thôi thôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Đập phun đầy mắt em rồi. Điều này lấy cơm rồi, chết rồi. Nhà ta, lòng nhà ta để ăn chứ. Hỏng. Gì đây? Nó lấy lấy cơm rồi, nó lấy đây rồi ăn gì nữa. Đâu, ăn được hết. Nó ăn đi. Ai bảo mày giật cỏ tao. Thằng này là năng cầu sứ Zocola đó. À, phải Corona. Soco Corona. Giờ là Covid-19. Giờ là bắn vào đây thì ai ăn đây được. Em trêu gì đây? Ông cướp cỏ cho. Cỏ người ta đang nhiên đang lành mày tỏ đấy. Anh ơi, nhổ à. Vừa là dân chơi này đã pha hỏng gọi là chảo cơm da của anh nhà mình rồi các bạn ạ. Gọi là bắn bao nhiêu những cái tinh túy nhất vi khuẩn đầy trong cái thau này, gọi là cái chảo này của anh mình rồi. Và anh mình chắc là không ăn được cái chảo này nữa. Có lẽ là anh mình sẽ phải bỏ luôn cả cái chảo này luôn. Giờ bắt đoán hết chảo này mới cho nó về. Bố này chói cây. Này ra. Bây giờ chảo mình cho trẻ ăn được rồi. Bánh mồm á, bánh mồm á. Bố mở vào cho ăn. Cái tội mà. Ăn đi. Rồi, đang ăn để phun vào đấy à? Và có lẽ là anh cái này tiếp đổ cho chó. Anh mình sẽ dừng clip này ở đây bởi vì cái chảo cơm rang của anh mình đã bị hỏng mất rồi con ạ. Anh luôn chè là phụt toàn những cái chân bỏ này ở trong miệng ra rồi nên là anh mình sẽ dừng luôn clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lần like, một lần chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.